thì đã có đã chín một cô bỏ sao nhỉ? Dạ. Xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, thì hiện tại thì Song Hỷ và các anh chị là đang có mặt tại thành phố Huế. Thì nơi mà Song Hỷ đang đứng là ngay chân cầu của vành đai kinh thành Huế. Thì hồi tối là có đi ngang kinh thành Huế nhưng mà mưa quá nên là không có ghé lại được chút nào hết. Nên là sáng nay thì ông trời cũng thương là trời cũng hơi ấm áp tí xíu để cho mấy anh em có thể là cái hành trình đi là đỡ vất vả hơn. Thì sáng nay thì Song Hỷ và chị Diễm sẽ từ ở thành phố Huế ăn sáng xong rồi sẽ di chuyển qua các tỉnh khác để mà có thể là chia sẻ và đi đến Tây Bắc sớm nhất có thể. Đúng rồi. Vì các bạn thấy là cái con sông mình ở miền Tây mình hay gọi là con sông ha. Ù xa. Nhưng mà thật ra ở đây thì chắc là dùng từ khác. Mà nước ở đây này là từ sông Hương đổ vào luôn á Song Hỷ. Dạ. Yeah. Sáng nay á là mấy anh em dự định á là sẽ đi quay một tí ở dòng sông Hương nhưng mà các bạn biết là Diễm nghĩ là một phần nữa là do mưa nhiều ấy cho nên là cái nước nó cũng đục hơn sông Hỷ ha. Cái bữa hổm là mình đi cái đợt mà 2 tháng trước hay gì đó là đi là nước cái màu trong sông à. Là xanh biên biếc luôn á mà đẹp. Trời ơi, nói chung là đẹp. Mà mấy bữa nay là do là mưa bão á nên là áp thấp nhiệt đới nên là cái màu sông nó cũng hơi đục tí xíu nhìn giống miền Tây. Nhưng mà phải nói đây này, ôi có cái ghe này mới đi giăng lưới về kìa. Ừ, nhưng mà nhìn giống miền Tây hả? Đâu có nghĩ là ở miền Trung mà cái phong cảnh mà cái cảnh nó y chang ở miền Tây luôn. Có một cái chiếc xuồng lội đi bơi giữa cái dòng sông. Nói chung mà ra Huế cảm thấy là con đường nào góc nào cũng đẹp. Đúng rồi. Bây giờ là Song Hỷ và chị Diễm sẽ đi vào đường Chi Lăng để đường này là đường Bạch Đằng Song Hỷ. Bạch Đằng bên kia là Chi Lăng. Bạch Đằng. Mình sẽ đi thưởng thức một cái quán bún bò Huế mà rất là nổi tiếng ở đây. Lần trước khi mà đang đi xuyên Việt ấy, thì mình này cùng với lại là anh Hải, chị Tuyên, Bơ, Ái Mí thì đã thưởng thức đây rồi. Nên là hôm nay sẽ đưa Song Hỷ tới đây để thử trải nghiệm nha. Tại vì Song Hỷ thì cũng đã đi cùng với lại là team rất là nhiều lần đến Huế và cũng đã ăn nhiều quán rồi. Thì bây giờ mình tìm về một cái quán này xem là Song Hỷ cảm nhận thế nào nha. Thì mấy lần trước thì mình ăn bún bò Huế của gì O Gái. Mà lần này chị Gái. Chị gái hả? Đúng rồi, chị Gái với lại một lần ở trong chợ chợ Đông Ba. Hồi nãy có đi ngang chợ Đông Ba. Mà về Huế mà không ăn phở, ăn bún bò Huế thì có lỗi với Huế đó mọi người ạ. Nhưng phải nói là ở đây á, dọc cái con đường này là rất nhiều cái cây bự luôn này Song Hỷ nè. Cây này là cây bồ đề. Tán rất là to nha mọi người. Cây bồ đề gốc to lắm. Bên này cây còn to hơn này Song Hỷ này. Cây bên kia là không biết cây gì ha. Như cái lá nhìn cũng giống giống bồ đề. Bồ đề hết ý. Ồ, coi cái gốc cây này. Nhiều nhánh cây con á, phủ xuống luôn á. Ôi, mình cái cảm nhận là thấy là mấy cái rễ cây nó nằm trên này luôn. Cái này là cái để Diễm nghĩ là để nhận diện được con đường này là hàng bồ đề này. Ở đây cái wow, nguyên cái bồ đề. Ôi, bồ đề này. Ôi. Đi gan nguyên cái chùm râu dài. Nhưng mà các cụ bồ đề ở đây khỏe. Già rồi nhưng mà khỏe. Nhưng mà sáng nay mình sẽ ăn sáng ở đâu chị Diễm hả? Đây, mình sẽ ăn sáng ở đây gần đi bộ này. Đi bộ nãy giờ là để cho mình bắt đầu là mình trước khi ăn sáng là phải đi mình tập khởi động cái bao tử với cái miệng ấy.
Giờ này cũng là 8 giờ sáng, hôm nay là mấy chị em là cũng thức sớm. Đây. Thức sớm 7 giờ là chuẩn bị này kia, vệ sinh này kia các thứ xong rồi soạn quần áo để... Rồi thấy ngôi nhà bên kia chưa? Đó, mình sang Bún Bò Huế bên đó nha. Ngôi nhà rất là đặc biệt nha. Nhà của cô nhìn cổ, có những cái gạch ngói ở phía trên mái ha. Ừ. Xe quá. Ủa nhưng mà đông quá chị em ơi. Rất là đông, quán này rất là đông luôn, đi trễ hết ấy. Để Song Hỷ có thể là xin phép tí xíu. Ở chị đang đeo tập về đấy. Đây cô bán bằng cái gánh ha. Cô bán bằng cái gánh và cô để bằng mấy cái lo, mấy cái nồi á. Nhưng mà cô ở đây là cô châm nước từ từ vô á. Nên là khi mà lúc mà mình mới vào á, mình tưởng là sắp hết rồi, nhưng mà ở đây là cô châm nước từ từ vô. Này mày đi trễ một phát là không còn gì luôn nha Song Hỷ. Đúng rồi, em thấy lưng nồi nhiều lắm rồi. Giờ này là chuẩn bị hết rồi đó. Chị em mình mà còn tám ở ngoài nữa là không còn gì để ăn luôn. Ô, quá đông khách luôn. Nhưng mà đông quá. Nhưng mà đặc trưng ở quán này là Song Hỷ thấy là cô để chợt ở dưới luôn, chứ không phải là để vô một cái tủ hoặc một cái bàn này kia. Cô chợt hai bên là cô để hai cái gánh tròn như vậy. Đây này, thịt này Song Hỷ này. Thịt đây cô là cô tái luôn này. Mà hầu như là cái nét đặc trưng ở đây là ăn như vậy nó mới ngon. Ở đây tái của cô là cô trụng vô cái nước súp luôn, nên là nó vẫn có cái nước ngọt ở trong cái nồi. Khách đứng ngoài cửa sổ chờ, khách đứng sau lưng. Bóng ai qua cửa sổ. Nhưng mà thơm ha. Đây có cái da bò. Da bò hả anh? Cô ơi cho con hỏi, nếu một tô hấp cẩm là khoảng bao nhiêu tiền vậy cô? Đúng không? 30.000 thôi em. 30.000. Trời ơi. Mấy cái giò giò, mấy cái đỏ đỏ là giò giò hả cô hả? Phải cả những cái chả cua. Chả cua. Dạ. Có da bò rồi tái bò nữa, tái bò mình trụng vô cái nồi luôn. Trời ơi, coi tô này xong rồi đây. Tô này là tô hấp cẩm hả cô? Ừ. Rồi sao ăn tô này. Nhìn hấp dẫn ha. Nhưng mà cô có thể cho con biết là buổi mình bán là buổi nào với buổi nào không cô? Bán đồ sáng hả cô? Dạ. Là con chiều. Buổi chiều là nghỉ. Vậy là chỉ có bán buổi sáng duy nhất thôi. Nếu mà con đi buổi sáng thì tầm 6 giờ đến 8 giờ đúng không cô? 6 giờ rưỡi. Vậy là cô bán có một tiếng mấy nên là phải tranh thủ hay là sớm. Cô bạn không nữa thôi, con mày khúc sáu là cô đi Lâm Vàng. Nhưng mà ở đây là mấy cái nồi mình để là mình nấu bằng than hả cô hả? À, bằng than rồi bằng điện rồi bằng ga. Dạ. Coi dung bá thử luôn. À, nước lèo là mình cứ châm từ từ vậy cô. Cô dung hết. Nhưng mà ở đây cô không có để nguyên một cái nồi bự như trong con á. Còn đây là cô cứ chăm từ từ. Vì cái này là bị mề là đang bùng gánh. Dạ. Thì cho vô từ từ là thôi, cho con rồi bù là tiêm thôi. Con tiêm thôi. Con đây gánh. Gánh, bún gánh. Đấy, Song Hỷ thấy cái gánh đó không? Nhưng mà quán của mình là bán được bao nhiêu năm rồi cô hết?
Ở lâu chưa cơm? Mấy chục năm rồi đó. Mấy chục năm. Tại vì nhiều khi Song Thủy ở trong Nam á, nên là cô nói chứ không nghe rõ. Ở đây ví dụ như mình hay đi ăn bún bò là thường là chỉ khoanh giò là giò gân này kia đúng không? Chỉ móng. Ở đây thì có cả sườn non này, xong mỹ này, phần ba rồi ấy. Sườn non heo à. Sườn non heo rồi giò rồi tái bò nữa, rồi huyết nữa. Rồi da heo nữa. Chị có chị ăn bò. Dạ, rồi. Song Hỷ ngồi đó đi, Song Hỷ hỏi thăm cô. Bảy lăng, tới 100 tuổi cho bảy lăng. Nhưng mà ở đây cô là cô sử dụng là bún sợi to. Hết rồi, hết rồi. Vậy là cho con cho con 4 tô nha cô, hợp cẩm nha cô. Con đặt trước 4 tô. À, đưa cho chị. Dạ. Hết bao nhiêu đây là hết luôn á hả cô? Nên là mình phải đặt trước chị Diễm rồi để mình nói chuyện tí xíu là không còn luôn. Có bánh bự hết. Ôi ôi, cái miếng sườn non rồi ba đội sườn non của chỗ rút xương cô, nhưng mà ngồi đây ấm áp mấy cái thang hai cái lò. Ui, miếng mọc đây xong mỹ này miếng to chả cua. Cô lỡ trong lúc nãy múc mà cô có lỡ cho con vào cái tô cái cục này dính nhau cũng được. Con ăn hết không? Dạ ngon, cái này là phải. Con hồi bữa là con ghé đây rồi chắc cô không nhớ con đâu, hôm nay con đưa bạn con tới đây đấy. Mà quán mình đông quá con cứ sợ đi trễ là hết ấy. Nên là hôm nay là tụi con là thức sớm để đi ghé quán cô á. Cô nhưng mà nếu mà một tô đầy đủ hết đó cô. Mọc rồi cả giò, cả thịt luôn thì bao nhiêu cô? Đây này, có cả miếng thịt to này. Cả đây chi này là của một đầy đủ cổ bán ngang. Em ăn có tí kia nữa. Dạ. Vậy của con là 4 tô nha cô nha, 4 tô hạt cẩm. Diễm tưởng tao là 30 là tô bình thường thôi, Diễm mới hỏi kỹ thêm nha, ai ngờ là tô đặc biệt đầy đủ hết cũng chỉ có 30 ngàn à mọi là người. Là 40 ngàn là hạt cẩm hả chị hả? 30 thì tô này mà họ đòi ăn nhiều. Ai đòi ăn nhiều thì biết thêm tiền. À. Con bé kế bên đó cô. Nhưng mà hai cô múc liên tục luôn. À dạ. Hai cô múc liên tục mới kịp chứ mà một cô múc cũng không kịp nữa. Cô bên đây thì bắt bún. Đấy. Nhưng mà tái mà mình trụng như ăn liền cái cô nó ngọt hết cô ha, nó mềm nữa. Đây là 30 được cô ha. Còn thêm bơ nhúng nữa 30. Dạ. Thêm tí bò nhúng nữa. Bò nhúng. À, mình có cái bàn ở ngoài để mình cái này là con thấy là nó đậm đà lắm nè, tại vì cái nước thịt á mỗi lần mà cô trụng vô là nó chằn ra, nó sẽ thơm hơn và nó ngọt hơn nó trong cái nồi nước. Đây thêm rau thêm nước. Quán cô là người nước ngoài ghé nhiều không cô hả? Ai tới Quế cũng ghé. Quá uy tín luôn cô. Nhìn chắc đây đã có ô tô đầu tiên nha mọi người. Đây. Anh Dũng ăn trước đi. Chỉ là còn có hai cái nồi nữa là hết rồi. Nên là phải tranh thủ. Giờ này mới có 8 giờ. 8 giờ là đã hết mà 6 giờ là cô bán là tới 8 giờ là thấy là muốn quê hết phần nào. Thì như mai mà trời mưa thì chỉ giờ ở trong rừng. Dạ. Giờ còn không? Đi mưa, mưa đi đã rồi, trời mưa chỉ giờ đâu đã. Mưa hết. Nhưng mà tụi con là nếu mà trời mưa thì lại thích những món đồ ăn mà nóng nóng á. Nóng
hấp dẫn thôi à. Cô nhưng bây giờ cô bán bún bò là cô, bây giờ có thường ăn bún bò nữa không cô? Cô người như là cô nó rồi. Đúng người cô là cô nó. Này gì bây giờ? Con cảm ơn. Con thầy. Cho con hai tô. À, bún ở đây của cô là sợi nhỏ nhỏ ha. Còn có những cái chỗ là đặc trưng là bún bò Huế là sợi rất là to như vậy, như, như sợi bánh canh vậy. Ơi. Dạ. Để em mày tối. Xem vào chi. Thôi ra mày ra nhà. Nhưng mà yeah, chắc mình gọi ra luôn đó chị ha. Đúng rồi, bưng một tô đây này, tô này tô thứ hai của mình này. Tô của con là có rồi phải cô ha. Tô này tô thứ ba đây nè. Dạ. Dạ. Còn tô nữa. Rồi có người rồi là nhiêu đưa rồi chưa ra ăn chứ không. Nói gì? Cô nói ra hỏi nói nhiều rồi, nói vậy là đủ rồi, ra ăn đi. Dạ, cảm ơn cô. Bé nói nhiều cô nha. Em hai ly sữa đậu nành nha. Dạ dạ. Bên đây là quầy bún, còn bên đây là quầy sữa. Đúng rồi. Nhưng mà cái thằng cô thì cho em hai ly sữa đậu nành nha chị em kêu gọi. Ủa cái này là cơm rượu nè đúng không chị? À, cơm rượu. Wow, sáng lại cơm rượu là xỉn luôn. Cái này là sữa đậu nành nè. Cái không gian dễ thương á. Tổ bột con này đặc sản nè. Mời cả nhà ăn bún bột Huế cùng với hai chị em nha. Cái này cả nhà ăn sáng. Tái thì cô làm hơi hơi còn hồng hồng á cho nó mềm. Thì lúc nãy giờ mình không nhúng xuống hết thưa mỹ. Mình mang ra là mình phải nhúng xuống. Nhúng xuống tí ha. Mời cả nhà nha. Có da bò.
thơm á. Giò cua nguyên một miếng thịt luôn này, thịt heo cái gì, con giò hay gì mà chỗ ba rồi đấy xong rồi rồi có tái rồi quýt này kia cũng là tô này là xong hãy gọi là tô hợp cộng 30.000. Ủa tô này chỉ 30.000 thôi. Ồ hồi nãy là em có dặn là hợp cộng nhưng mà cô chắc cô thì hợp cộng nó đầy đủ đấy, cô bảo là đầy đủ là 30.000 mới xong. Ừ. Còn muốn dụ muốn ăn thêm phần nào mình gọi thì tính tiền thêm. À. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Sợi bún đây cũng gọn, ăn nhỏ nhỏ. Không nhỏ lắm mà cũng không to lắm. Mời cả nhà. Nước thơm lắm. Xong Hỷ thưởng thức đi, tại vì lần nào ra Huế là chị em mình cũng muốn ăn bún bò hết, nhưng mà muốn khám phá những cái quán mới để chia sẻ với các bạn. Tái bò mềm lắm, không có bị dê. Chứ là cô trụng vô xong rồi tái xong rồi cô lấy ra liền, nên là cái miếng bò nó mềm, nó mềm mà nó không có bị cứng hay là nó dai hết. Có phải bún không? Dễ ăn. Ra quán này rất là đông mọi người nên là kiểu mình cũng không có trò chuyện nhiều được với cô tại đông hết quá. Tức là các bạn đi thì phải tới đây là phải chờ tí, cái bàn này cũng rất là khó bàn. Ngoài xong bị coi cái quyết này này. Này quyết này nó kiểu dai dai mà xé sợi tách ra được luôn này. Đó. Quyết này hình như quyết bò hay sao á. Xé ra rất là mịn luôn. Mềm lắm. Mềm, mịn. Cắn ra trong có xịt nước của nước bò quế á. Thơm lắm. Thật ra các bạn thấy là có rất là nhiều quán, nhưng quan trọng là kiểu mình thích cái hương vị ở đâu thì mình ghé đó ăn, hoặc là cứ mỗi một lần tới Huế thì mình sẽ đi ăn một quán. Nhưng mà hôm nay là sáng nay là còn may mắn á, mình còn tưởng thôi sáng nay là kiểu mưa dầm luôn là khỏi đi ăn luôn rồi đấy. Hôm nay là ông trời thương, nắng lên cái chị em hôm qua là rầu húi ruột luôn cả nhà ơi. Đi ngoài hành trình đi mà từ ở Nha Trang mà qua tới Huế là mưa lớn và dai nữa. Cái này chả cua ngon không? Thơm, ngon. Bên trong có mấy cái tiêu mà cắn vô á, nó thơm mà nó cay nhẹ, béo. Diễm nghĩ là cái giá bình dân ở đây á làm cho quán này cũng trở nên đặc biệt hơn. Tại vì các bạn thấy một tô mà 30 ngày trong này là như rất là nhiều thịt nha. Tái mà tái chất lượng. Rồi cái nước lèo á mình ăn nó cứ thơm thơm mùi xả. Đúng rồi. Đợt trước là xong phải nhớ là ăn bún bò Huế thì chợ Đông Ba của cái cô mà cũng có cái ao bán cũng lâu năm. Ở đây là cô cho chén nước mắm để mình ăn cùng với bún bò Huế. Ở đây thì có giò với lại là có cả ba rọi, nên là bạn nào thích ăn giò thì nói, còn không thì cô sẽ cho những cái miếng ba rọi thế này nè. Đó, ba rọi lúc sườn nè. Đó, ba rọi sườn non á, kiểu có cái miếng sườn non này nè. Hơi sụn sụn rồi. Xong Hỷ thử cái miếng da bò chưa? Nè, da bò. Đó, đúng rồi, thử cái da bò đi. Em thấy thường ít quán nào mà có da bò vậy đó. Thường là có tái hoặc nạm hoặc là giò này kia thôi, còn da bò cũng ít có quán người bán. Tại hầm lâu lắm. Ba da bò ăn nguyên miếng luôn á. Nó hơi dẻo dẻo á. Nó hơi giòn giòn á. Mình đoán ngay rồi xong rồi sẽ cắn ra. Nhưng mà Phan Diễm định cắn rồi, nhưng mà Phan Diễm thấy nó không dai nha mọi người, nhưng mà nó kiểu là hơi dẻo dẻo giòn giòn tí.
Tám. Mình nhưng mà tô 30 ngàn em thấy là chất lượng, nhiều thịt. Có view ăn à? Hai đứa ngồi ăn không? View cửa sổ. Ngon. Ra tô này nếu mà ai ăn khỏe chắc phải 2 tô á. Ông hãy thử ba chỉ đi. Mà ăn caramel làm 2 tô nha. Không cho caramel ăn. Mà tại vì nói thế là vui thôi, nhưng mà tụi mình đã đặt gạch tô bún cho anh caramel trong kia rồi, chứ không là một hồi ăn caramel là đúng nghĩa không còn cái để ăn. Nhưng mà cái này gọi là cái gì, ba chỉ ha, ba rọi đấy, ba rọi nhìn giống như cái khoanh dòi đó, nên là không phải dễ bị lẫn lộn chứ. Nó khoanh người ta cuộn lại khi luộc đó, không phải à? Vậy là cuộn giống ở hổng của em đúng không? Ê, giống như cái khoanh như giòn giòn tròn tròn như này đó, buộc lại quấn dây lại như vậy, nên là mình tưởng nó là một cái khoanh giò, nhưng mà nó là thịt, miếng thịt nguyên miếng thịt để cuộn tròn. Nó mời cả nhà nha, to quá. Anh thấy tô 30 ngàn cũng bán như vậy là bán gì đam mê. Thịt bò, thịt heo, rồi chả dơ, chả cua đầy đủ luôn. Trời ơi, vừa cắn miếng thịt thơm mà ngọt thịt lắm. Cái da cua ninh ra mềm luôn. Dễ ăn. Da mềm mà thịt ở trong không có bị mềm rụt nha. Thịt vừa ăn ngọt, thơm. Da sủng quá vậy. Thế rụt rụt. Ngon quá. Em khoái ăn cái dầu. Sáng nay đang khởi ăn cơm mà bằng một miếng sụn. Anh cho no đi chứ, thế mình đi chuyển xa lắm. Nhiều khi mới ăn nghe, chứ lên xe mà ngồi trong xe là tí xíu là đói cồn cào. Tại vì lên xe đi chạy tới chạy luôn, giống như khởi động thể dục trong cái bao tử của mình vậy. Thay nhiễm hết tô. Nhưng mà thật sự luôn các bạn, cái tái ở đây ăn rất là đã luôn nè, mềm lắm. Ăn còn có miếng tái cuối cùng. Còn hiền chén tái ha. Được rồi, không phải. Cảm ơn. Cảm ơn không phải. Chưa bụng chưa ăn tiếp. Đi tới đâu nè, quán có bán không? Mời cả nhà nha. Ui, thơm. Uống sữa đậu nành rất là tốt sức khỏe như cả nhà. Nhưng mà ngon quá. Sau khi mà ăn sáng thì hai chị em quá đã di chuyển tiếp qua địa điểm khác, và xong sẽ chia sẻ thêm về những cái hành trình của mình đi, giống như là cái đường đi nè, hoặc là cái những điểm nào mình cảm thấy là mình cần phải giống như là mình muốn lưu lại á, thì mình muốn chia sẻ với tất cả các cô chú, thì hy vọng là các cô chú sẽ luôn cùng với mấy anh em trong mấy chuyến hành trình kế tiếp nha. Nhưng mà Sông Mỹ ăn bún bò ở đây là thấy như thế nào, có khác biệt so với những quán mà Sông Mỹ hay ăn không? Nói chung thì ở đây thì khác biệt một cái chỗ là không thể thấy là cô bán bằng những cái đòn gánh như vậy nè, bằng những cái o như vậy nè, thấy cũng một đặc trưng của quán á. Với lại những cái không gian của cô làm mái thì mái ngói, còn cái góc nhà thì nó hơi đen đen, có to đen đen như vậy nè, nhìn nó cảm giác như mình cảm thấy mình thấy rất là lạ, và giống như mình cuốn hút gì đó, mình muốn vào trong để mình thưởng thức cái không khí Quế. Thì cô chú Hồ Quế này thì đối với Sông Hải là ăn rất là vừa miệng, giá 30 ngàn thì rất là phù hợp với tất cả các cô chú.
hy vọng là các cô chú anh chị là nếu mà có dịp về Quế thì cũng có thể là đến đây để mà thưởng thức cái tô bún này. Thì địa chỉ ở đây là xíu rồi Song Hỷ ghi cái địa chỉ lên 20 Bạch Đằng. 20 đường Bạch Đằng nha các bạn. Đằng, thành phố Huế. Từ cái đoạn cây cầu lúc nãy đó mà mình đi tới thì một tí xíu ha. Là rất là gần. Nên là có gì các cô chú anh chị có thể là ghé qua đây mà nhớ là tranh thủ từ 6 giờ đến 8 giờ hoặc 9 giờ là hết nha. Như là Song Hỷ là hôm nay với chị Diễm là đến đây là 8 giờ hơn thì cũng gần hết nồi rồi. Nên là hy vọng là các cô chú anh chị là có thể là đến sớm hơn để mà thưởng thức được cái tô bún Quế khi đi Quế nha. Còn bây giờ thì chuẩn bị lên đường. Hôm nay thì anh em mình dự kiến là sẽ di chuyển và dừng chân tại Hà Tĩnh nha mọi người. Bây giờ thì vô. Lần đầu tiên mà Song Hỷ thấy được một tiệm cơm mà nhiều xe container đến như vậy. Đây là ra sao tôi cạp đâu đậu mà quay này. Có nước cát hả anh hả? Có, tôi cạp đi xuống cánh biển đi. Dạ. Mình được đây là mình thấy được cát kìa. Dạ, em cảm ơn anh. Song Hỷ anh nói là ở phía trong á là có sẽ có cái núi cát rất là đẹp luôn, mình có thể là đi vô phía trong để mình thấy. Còn khu vực này là giống như là quán cơm dừng chân của các bác tài từ Bắc vào Nam. Nên là khi mà đi qua quảng gần Hà Tĩnh á thì sẽ ghé đến đây để ăn cơm trưa. Giờ này thì cũng 12:30 rồi cả nhà ơi, nên là giờ này là đúng giờ của bác tài ăn. Nên là Song Hỷ cũng muốn là chia sẻ những cái chiếc container mà to như vậy, hồi nãy là nhiều nữa mà do thời gian mà đi vô trong đó đó, nên là ở đây là bác tài ăn xong rồi bác tài đi về rồi. Ở đây là một chiếc xe, Song Hỷ nghĩ là chiếc xe này là bác tài đã ăn cơm nhưng vẫn khởi động máy, là chiếc xe này là bên kho đông lạnh để bảo quản thực phẩm này kia cho nó lạnh đó, nên là không có tắt máy được. Ở ngoài đầu thì có thể là tắt nhưng mà ở trong phía sau hùng là phải giữ nguyên. Hả? Và xe của anh Dũng thì đậu ngay đây. Thường ngày thì chiếc xe thấy là to lắm, nhưng mà khi mà bước vào đây rồi là mình thấy là những cái chiếc xe khổng lồ như này nè, là xe của mình thì nhỏ lại. Xe này sẽ ở Bình Dương á Song Hỷ. Bình Dương là 61 đúng không? Bình Dương là 61. Còn các tỉnh 29 là bãi số 29 là Hà Nội đúng không? Hình như là hầu như là tất cả các bác tài từ Bắc ra Nam, từ Nam ra Bắc là đều đến đây để mà một là nghỉ trưa, ăn trưa hoặc là tắm rửa. Thường thì sẽ khu vực mà cơm xe tải của các bác thì thường đợt mấy đợt trước thì Song Hỷ đi là không có tập trung đông như vậy, nhưng mà ở đây thì lần đầu tiên thì Song Hỷ ghé thì thấy rất là đông đó. Và bên này thì là có bên sửa chữa cho những cái chiếc xe mà có trục trặc vấn đề hoặc là kiểm tra lớp hoặc là bị xì hơi hoặc là cái này kia các thứ cũng có thể là kiểm tra bên đây. Còn bên đây là mình có thể là ăn cơm trưa đó, nghỉ trưa hoặc là tắm rửa sau khi một cái chuyến hành trình dài. Nhưng mà hồi nãy là đông xe lắm mà, nhưng mà bây giờ là mới bắt tay ăn xong hết rồi thì mấy anh em là chuẩn bị vào trong để ăn, để mà chút xíu nữa thì sẽ di chuyển tiếp tục qua Hà Tĩnh. Hà Tĩnh là có một người anh, đó là anh Tú xe đầu kéo, thì hôm nay thì mấy anh em sẽ có dịp để gặp nhau tại Hà Tĩnh. Xe này là 29. Yeah, anh tài xế em chào anh nha. Bản số mình là 29 thì mình đi từ Bắc vào Nam hay là đi đâu vậy anh ha? Bây giờ thì mình đi từ Bắc vào Nam. Vào Nam vô, có Bình Dương. Bình Dương hả? Em tức ở An Giang, anh có đi xuống An Giang không? Không. Anh không có đi ăn gian, đi tới Bình Dương anh về. Em cảm ơn anh nha. Nút vàng nút tiền có chia tiền không? Em mới nút bạc thôi hà. Nút vàng chưa lên nút vàng hả? Dạ chắc còn lâu lắm. Thôi chúc mừng nha, cố gắng lên nút vàng nha. Dạ em cảm ơn. Ủa anh đầy xe rồi nên là Song Hỷ phải né qua một bên. Nhưng mà ngay chân đầu xe em có xe của anh dài lắm.
trong thời gian container nhớ có nhiều điểm mù lắm xong hãy đúng rồi nên là phải né ra. Nên là phải né những cái điểm mù giống như là đầu hoặc là bên này hoặc là bên kia, thường thì mình sẽ không có đứng gần hoặc là đứng sau đít xe, mình phải biết cách mà mình né nó. Tại vì cái đường dài thì mình không thể là mình thấy được đâu. Giờ mình sẵn đây mình coi xe container quay đầu luôn đi xong hãy ơi. Ok. Bây giờ em sẽ lựa chọn một cái chỗ mà điểm để mà an toàn nhất, để mà mình có thể là đứng đây để mình xem các anh để lái như thế nào. Tại vì Song Thị cũng học biết lái nhưng mà không có biết cách mà vận hành, mà xoay đầu hoặc là lui này kia các thứ điều chỉnh. Thì bây giờ mình sẽ vào trong để mình đứng đây để mình có thể là nhìn các anh, để sau này mình có biết được cái cách nào, lỡ có khi nào mà mình lái xe container mình cũng có biết cách để mình quay đầu. Bây giờ là hai anh nha, một bác Tài và một anh Lơ. Mà hình như là anh Minh bắt tay thì là biết Song Thủy hay sao, hỏi Song Thủy là có nút bạc cái nút vàng chưa nữa, mà dễ gì mới có được có 110.000 người à, nên là chắc còn lâu lắm, nên Song Thủy cũng không có hy vọng là mình được nút bạc đâu, chủ yếu là được ông bà cô chú yêu thương nút vàng, chủ yếu là ông bà cô chú yêu thương mỗi ngày đều xem kênh của Song Thủy, ủng hộ đăng ký rồi bình luận hoặc là góp ý cho Song Thủy là Song Thủy vui rồi. Bây giờ thì các anh chuẩn bị quay đầu. Nhưng mà thấy lên cũng hơi lâu rồi đó, mà nhưng mà chưa có sẵn sàng. Chắc có thể đề cho nóng máy xong rồi. Đúng rồi. Tại xe này xe lớn mà. Xe liên Việt. Xe này xe rất là dài luôn nên cần một phát tài phải có kỹ năng lái rất là tốt. Hầu như là chiếc container Song Thị cũng đã từng trèo lên rồi. Thì là có cái điểm để mình nằm, mình ngủ, có cái giường cho mình ngủ. Khi nào mà mình mệt đó mình có thể thay thế hai bác. Giống như hai bác Tài, bác này lái xong ca đêm thì bác kia lái ca ngày. Thay phiên nhau, lưng phiên nhau thì mỗi chiếc xe container thì có khoảng 2 đến 3 tài xế đi cùng, để mà có thể là cùng nhau chia sẻ những cái hành trình của mình đó. Bây giờ là xe chuẩn bị là khởi động rồi, bây giờ là sẽ chạy nha. Nhưng mà Song Thủy đứng đâu Song Thủy cũng thấy là đứng gần Song Thủy chứ. Wow. Vậy là anh sẽ lui từ từ ra. Xe kia ở ngoài là đã lui ra từ từ rồi đó. Giờ này là cũng bắt tài cũng chống hết rồi, nên là đây là những chiếc container là ve tới ve lui rất là dễ dàng. Bây giờ thì sẽ lui nha chứ không có quay đầu nữa. Khi mà lui xong thì đến những cái lúc mà ra ngoài á, sẽ xoay chuyển cái vô lăng của bánh xe để mà mình điều chuyển hướng cho nó hợp đó. Nếu vậy thì anh này đi lên hướng trên nè, còn anh này sẽ đi xuống dưới là đi Bình Dương. Hay Song Thủy nghỉ nha. Ồ, cả nhà thấy là ở phía xa xa mình là có rất là nhiều chiếc container chạy qua chạy lại luôn á. Song Thủy nghĩ là anh sẽ đi theo cái hướng phía tay trái của Song Thủy đang điều chỉnh. Tại vì cái hướng này là hướng đi về miền Nam. Còn cái hướng ngoài tay phải của Song Thủy là đi theo hướng miền Bắc. Đó. Đó là chủ quán làm lơ Song Thủy. Em cũng an toàn lắm. Anh chủ quán là sẽ cách mà hướng dẫn là các anh là có thể lui đứng ở phía sau ve như thế nào là cho hợp lý. Bây giờ là thấy một cái chiếc xe rất là dài, nhưng mà cái cách mà anh điều chỉnh đó, điều hướng rất là nhẹ nhàng luôn, và các anh đã có kinh nghiệm rất là lâu. Bây giờ là các anh đã chúc các anh là hưởng lộ bình an nha, về tới miền Nam an toàn nha. Nhắn gửi yêu thương đến tất cả các bà con cô bác ở miền Nam, nhất là các bác Tài đi xe đường dài quá chị. Dạ đúng rồi. Và Song Thị cũng xin kính chúc ông bà cô chú và các anh chị là những bác Tài đang trên hành trình mà xuyên Việt của Song Thị luôn gặp nhiều sức khỏe và bình an trong công việc, may mắn trong cuộc sống nha. Bây giờ chắc là Song Thủy sẽ vào trong để ăn trưa cùng với mấy anh chị. Giờ này thấy xe đi hết trơn rồi.
Thì buổi tối thì mấy anh em vừa ăn xong thì hôm nay cũng được anh Tú xe đầu kéo thì mấy anh em gặp tại Hà Tĩnh. Thì rất là vui vì anh gặp được anh tại đây, tại vì mấy lần trước thì có đi qua đây nhưng mà không có chuyến để gặp anh á, tại vì anh cũng bận công việc. Nên là mấy em nhiều khi cũng đi về đi luôn qua anh kia, rồi hôm bữa thì anh cũng vào Sài Gòn, em cũng chưa có dịp để đi lên. Nên là cũng rất là hơi buồn, hơi tiếc tí xíu, nhưng mà rất là vui hôm nay thì đã có mặt tại Hà Tĩnh để cùng với anh. Và được anh dẫn mấy chị em đi vô cái quán thì cũng đẹp. Quán Lương Sơn Bạc anh hả? Quán tên là Lương Sơn Quán thôi. Lương Sơn Quán. Nhưng mà sáng mai mà trước khi Song Hỷ cùng với lại Phan Diễm cùng với Phạm Dũng mà đi ra ngoài Hà Nội thì anh muốn mời trải nghiệm cái ăn sáng và đặc trưng của người Hà Tĩnh ấy. Thì để ngày mai mình tiết lộ nhỉ. Bây giờ mình có ăn thêm lẩu cá mà đây anh có nuôi mấy con cá này. Thôi, mấy con cá. Đây. Mưa gió khắp miền Trung luôn. Song Hỷ muốn ăn con nào hay om dưa hay là chiên xù hay gì đây. Đấy. Cho con cá. Nhưng mà ở view đẹp ha anh, lựa được cái quán có nhiều đèn lồng, thích đồ ăn cũng rất là vừa ăn nè, rồi không gian của quán thì có lồng đèn, tại vì Tết Trung Thu thì thấy ở đâu cũng có trang trí lồng đèn, nhưng mà chỗ này là hơi cái phong cách của mưa quá đó. Bây giờ là đặc trưng của miền Trung là mưa rất là nhiều. Tức là mùa mưa của miền Trung là nếu mà người ta gọi là mưa thối đất thối cát luôn ấy, xong nghỉ ạ. Dạ. Đúng rồi. Nên đây là miền Trung mới hay lũ lụt. Mình càng nói càng mưa luôn. Mưa đang bờ bờ mà chờ cái câu nói mà càng mưa thối đất thối cát. Mình vừa nói là càng mưa to hơn. Nhưng mà ở đây có bộ áo giáp dễ thương anh hả? Đây, cần anh mặc vào không? Anh mặc thử cho xem không? Cái này là vừa áo nông. Bán ra là mặc sớm sớm tí nữa là anh mặc rồi. Nhưng mà bữa ăn hôm nay rất là vui luôn. Tông Hỷ cũng hy vọng là khi nào anh có về An Giang á thì có về quê hương của em thì có thể là điện thoại cho em để em có thể mời anh một bữa ăn, hoặc là dẫn mời anh đi đến những cái địa điểm mà Song Hỷ muốn chia sẻ tại quê hương của Song Hỷ trên kênh của anh, là nhất là tất cả các cô chú anh chị tại Hà Tĩnh. Thì hôm nay em cũng mấy anh em cũng thay mặt cảm ơn anh rất là nhiều vì anh đã lo cho mấy đứa em. Nói chung là đưa mọi người đến đây ăn bữa tối mà thấy khỏe hơn là được rồi. Đó, thì hy vọng là có dịp là sẽ được đi về quê Song Hỷ trải nghiệm một chút về miền Tây, vì thấy Phạm Dũng và Phan Diễm quay rất là đẹp, rất là thích. Và nhất là nhà ấy, cái không gian nhà thì mình cực kỳ thích. Con Thiên Nga Nga chú Hồ á. Wow, Thiên Nga luôn à. Thiên Nga là chỉ thôi được. Còn đó nó cũng hơi đặc biệt tí xíu. Thì sáng nay thì Song Hỷ và các anh chị sẽ có một cái buổi ăn sáng trước khi mà rời xa Hà Tĩnh, thì sẽ cùng với nhau ăn uống một buổi sáng, rồi sau đó mới di chuyển qua tỉnh khác. Đúng rồi, mình sẽ thưởng thức xem mọi người Hà Tĩnh nha, cái món gì đặc trưng nhá, đặc trưng ở Hà Tĩnh. Thì hẹn gặp lại anh Tú sáng mai nha. Ok, mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái nhá. Còn bây giờ thì chắc là mấy chị em sẽ tranh thủ để về khách sạn nghỉ ngơi sớm để sáng mai có thể gặp anh Tú để ăn sáng cùng với anh Tú. Và bây giờ thì video này Song Hỷ cũng xin phép tạm dừng tại đây. Bye bye các bạn nha.